xuyên vào. Chảy máu rồi vào lớp ngồi khóc. Dao thật, dao bằng gì? Dao bằng nhựa. Nhựa mà nhựa ông chảy máu được. Thế thằng kia gì? Thì cứ giờ con sẹo không? Thế bọn đấy có bị làm sao không? Cô giáo bị phạt cái gì không? Không. Cháu nghe phỏng vấn lần này. Xong vào lớp nhá. Cô mới bảo hai đứa lên. Bảo hai đứa xin lỗi. Xin lỗi nhau á? Xong rồi bé mẹ nó xử Cô Khoa. Cô Khoa là con nhà nào? Mẹ ô. Cô Khoa là con nhà Khoa. Thằng này là cô gì? Cô Lam. Cô Lam hả? Cô Lam để biết võ. Thằng con nhà này mới biết võ. Nhà bố. Mày biết cú bốp á? Vâng. Cú bốp mới biết võ á. À thế thằng này cũng biết võ á.